Xin chào, chào đón tất cả các bạn đang đến với chương trình Tôi Chọn Hạnh Phúc. Kim luôn ngập tràn cảm xúc khi đến đây. Và khi các bạn đang xem chương trình này, nghĩa là các bạn cũng đang lựa chọn hạnh phúc, đúng không ạ? Và các bạn biết không, khi chúng ta lựa chọn hạnh phúc, Kim tin rằng chúng ta sẽ chạm được vào hạnh phúc. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 23 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và Tôi Chọn Hạnh Phúc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vision Communication thực hiện. Các bạn thân mến, có những hạnh phúc tưởng chừng như là đơn giản với người này, nhưng với người khác thì lại rất khó nắm bắt. Và cũng có người chịu buông xuôi theo sự sắp đặt của số phận. Nhưng cũng có những người mạnh mẽ để có thể chuyển hóa số phận và lựa chọn hạnh phúc. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là một người như thế. Một nhà báo, một giáo viên, một nhà văn và một nhà viết nhạc. Xin giới thiệu anh Huỳnh Chí Viễn, em chào anh. Chào em. Quá nhiều những công việc thú vị khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà Kim nói thiệt là ngày hôm nay Kim nhìn anh thì Kim thấy giống một rocker hơn. Tóc anh xoăn xoăn rồi, rất là ấn tượng. Vậy nếu mà chia sẻ về tất cả những công việc của mình thì anh Viễn có thể chia sẻ thiệt với Kim là anh thích cái công việc nào nhất không? Trước đây thì anh thích nhất là đi hát, là một ca sĩ và một nhạc sĩ. Nhưng bây giờ thì công việc mình yêu thích nhất là giảng dạy. Và anh thì anh chơi nhạc rock đúng không ạ? Chơi nhạc đúng rock. Rồi em. Dạ, và những bài hát anh viết là luôn luôn đi theo cái thể loại nhạc rock? Không hẳn em. Anh thì anh thích chơi nhạc rock, thích hát nhạc rock. Nhưng mà khi mà mình sáng tác cho riêng mình thì cái tâm trạng mình thế nào thì mình sẽ thể hiện qua âm nhạc như thế thôi. Dạ. Không nhất thiết phải là rock. Vậy bây giờ như thế này đi, đang trong không khí của chương trình Tôi Chọn Hạnh Phúc, anh Viễn có sẵn lòng tặng cho Kim và quý vị khán giả một đoạn của bài hát nào đó mà anh cảm thấy là phù hợp cho ngày hôm nay được không? Sẵn sàng em ha. Đây là một cái bài mà anh sáng tác cũng phải 17-18 năm rồi, lúc còn là sinh viên. Rồi bài hát mang tên là Và Rồi Như Thế. Xin mời anh Viễn. Một ngày như thế, ngày thân bình yên, khi nắng chiều vương bên sông, nắng gương hồn nhiên. Một giờ như thế, một giờ lặng thinh, không nói nửa lời, tôi đang nghe, lắng nghe bình minh. Một ngày như thế, có biết bao nhiêu suy tư trôi theo cùng áng mây trời, tôi không ngăn được và mây cứ trôi. Đã có đôi khi con tim tôi mong được nói nên lời, nhưng sao e ngại bâng khuâng rồi thôi. Cảm ơn anh. Và rồi như thế đúng không ạ? Kim nghe cái ca từ trong ca khúc này á, nó rất là thơ, nhẹ nhàng, cảm giác như là mình ngồi trước một cái không gian chỉ một mình mà thôi, và mình đang có một cái sự trải lòng ra với thiên nhiên. Mình nhìn thấy áng mây trôi, nhìn thấy không gian xung quanh, có đôi chút gì đó nó cũng hơi tự sự trong đây nữa. Và dường như là khi anh viết ca khúc này á, anh đang có một cái câu chuyện gì đó mong muốn được chia sẻ, phải không ạ? Thì cái ca khúc này thì nó bắt nguồn từ một cái nỗi cô đơn. Một ngày như thế, có biết bao nhiêu suy tư trôi theo cùng áng mây trời, tôi không ngăn được và mây cứ trôi. Một ngày như thế, có lúc trong mơ lang thang tôi đi về cuối chân trời, một thân cô độc mình tôi với tôi. Tôi tên là Huỳnh Chí Viễn, hiện là một giáo viên anh văn. Ngoài ra tôi còn là một nhạc sĩ. Tôi tự xem tôi là một người rất là hạnh phúc.
Bởi vì ngoài cái công việc yêu thích mà tôi có thể làm, tôi còn có một cái gia đình, có vợ và con trai. Họ là tất cả những gì mà cuộc sống đã mang đến cho tôi. Nhưng trước khi tôi đạt được những cái hạnh phúc mà tôi có ngày hôm nay, tôi đã trải qua một tuổi ấu thơ khá là ám ảnh và có thể nói là bất hạnh. Vì anh có một gia đình nó không có hạnh phúc. Khi anh vừa đủ lớn để hiểu rằng mình có ba có mẹ thì ba mẹ anh đã chia tay nhau. Trong khi bạn bè, những đứa trẻ cùng tuổi với mình nó có cha có mẹ, nó đi về nhà với cha mẹ, còn mình thì mình các dì đón về ở với bà ngoại. Cha mẹ thì xuất hiện, nhưng mà mỗi lần xuất hiện thì nó mang lại cái sự lo lắng và cái sự sợ hãi nhiều hơn là cái tình yêu thương. Và bên cạnh đó thì những cái mâu thuẫn trong cuộc sống, mâu thuẫn về mặt tiền bạc, mâu thuẫn về mặt con cái, nó khiến cho ba mẹ anh mặc dù chia tay nhau rồi vẫn xung đột. Và những cái xung đột đó nó ảnh hưởng rất lớn cái tuổi thơ của anh cũng như khi mình trưởng thành. Rất là cô đơn. Cô đơn ngay trong chính cái cuộc sống, cái gia đình của mình. Lúc đó anh khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Anh nhớ chắc khoảng 4 hoặc là 5 tuổi thôi. Nó tạo thành một cái ấn tượng, nó ghi vào trong cái não của mình. Và nó rất khó để mà có thể quên được em. Những cái cảnh mà ba mẹ cãi nhau rồi đồ đạc quăng ném lung tung. Anh là cái người 3-4 tuổi là phải là cái người đi truyền tin ấy, giữa hai người với nhau, hai người lớn với nhau. Ba muốn gì thì kêu con đi nói với mẹ, mẹ muốn gì kêu con nói với ba. Thì mình không hiểu là ai đúng ai sai. Anh bị cái cảm giác đó nó ám ảnh cho đến khi trưởng thành luôn. Khi mà ba mẹ cãi nhau á, thì lúc đó anh có làm một cái điều gì đó để cái chuyện này nó kết thúc không ạ? Anh không làm được cái gì hết. Cái nỗi sợ nó khiến cho mình bị tê liệt luôn. Tại sao anh không khóc to lên, hoặc là anh chạy vào anh nói ba ơi mẹ ơi đừng có như thế nữa ạ? Những cái lúc đó lại không khóc được. Cũng chắc cũng là do ba mẹ anh không cho khóc. Không cho khóc, không cho bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Thành ra là mình chỉ biết nhìn trong cái sự sợ hãi. Và cái điều mà nó kinh khủng nhất là mỗi khi mà anh đi với ba anh thì ba anh lại trút giận lên đầu anh. Và khi mà về thì mẹ anh lại hỏi ngay là thế ba con có nói gì mẹ hay không? Bắt buộc anh phải biết nói dối từ rất bé. Trước khi gặp mẹ là phải nở cái mặt tươi cười ra trước cái đã. Để cho mẹ hỏi cái không có gì ba hôm nay dẫn con đi chơi chỗ này chỗ kia vui lắm. Để cho nó yên chuyện. Một cậu bé có thể nói là cô độc trong gia đình của mình, rồi cũng không tâm sự được với ai. Vậy thì khi đi ra ngoài xã hội, ở trường, ở lớp, gặp gỡ mọi người bên ngoài thì sẽ là một cậu bé như thế nào ạ? Ở nhà thì anh vẫn là một cái theo đúng cái mong muốn của gia đình là một đứa con ngoan. Nhưng mà khi vào trường á thì cái năng lượng nó bộc lộ một cách rất là tiêu cực, có nghĩa là anh rất thích đánh nhau. Ai mà ngứa mắt mình là mình sẽ đập ngay. Đấy là một cái mà anh muốn nói luôn. Có nghĩa là khi mà mình giải quyết vấn đề bằng bạo lực á, ví dụ cha mẹ giải quyết vấn đề bằng bạo lực với nhau, tuy không ảnh hưởng, không đánh con trực tiếp, nhưng mà con nó sẽ ảnh hưởng cái đó và nó sẽ thấy bạo lực là cái câu trả lời, cái cách giải quyết vấn đề. Dạ. Và nó sẽ tìm một cái người nào đó yếu hơn nó, nhỏ hơn nó, để nó lại thực hiện lại cái bạo lực trên những cái người đó. Và ví dụ cái đứa bé mà nó bị ăn hiếp đó, nó nhỏ bé quá, nó không tìm được ai để mà nó ăn hiếp lại, thì về nhà nó sẽ đánh con chó, đánh con mèo. Và cái bạo lực nó sẽ không bao giờ nó mất đi nếu mà mình bắt đầu bằng bạo lực. Thật ra lúc đó em không nghĩ là mình đang ăn hiếp một người khác, mà chỉ mình cảm thấy là tôi rất là tức giận và phải có một cái chỗ nào đó để mà mình trút cái giận của mình đi. Thật sự là nếu mà các bạn đó mà xem chương trình là cho anh gửi lời xin lỗi. Nhưng có một cái Kim vẫn còn thắc mắc.
từ việc gì mà anh lại chuyển hướng từ một anh chàng rất là đại ca trong trường như vậy, chuyển sang một người có thể nói là sống tích cực hơn? Anh nghĩ đó là do âm nhạc. Đó là cái giai đoạn mà vậy thì mình cũng để ý một vài cô trong lớp. Lúc đấy mình thấy cái hành động mà đánh nhau nó không có được hay lắm. Người ta có vẻ là người ta không thích cái kiểu đó. Thì có một lần thì bạn anh mang vào một cái cuốn sách nhạc tiếng Anh, cái thời đấy là cái thời mà học tiếng Anh qua những cái bài hát đấy. Thì có một số bài anh nghe rồi mình cầm lên anh hát. Tự nhiên mình cầm lên mình hát thôi. Thì nó nói mày hát hay quá, mày hát cho tao nghe đi. Thế là tự nhiên cái về mình cảm thấy là lần đầu tiên có một cái người mà khen mình cái gì đó nó ngoài mà mình mới phát hiện ra, rất là vui. Thì thấy cái giờ chơi thay vì mình đi rượt nhau đánh nhau thì bọn nó ngồi xung quanh mình hát cho bọn nó nghe. Tự nhiên lúc đấy mình cảm thấy là nó rất là đẹp và nó rất là mình cũng có cái cách để mà mình giải phóng năng lượng của mình. Và người ta cũng thích cách đó, chứ không phải lòng mình thích không thôi. Là lúc đầu anh chỉ hát thì mình biết thì mình hát như vậy thôi, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng đến khi anh xem một cái chương trình trên truyền hình phát sóng về cái nhóm nhạc The Beatles, và cái năng lượng của họ rất là tích cực, tự dưng mình cảm thấy đây là cái hình mẫu mình muốn trở thành trong tương lai. Lúc đó anh mới bắt đầu học đàn guitar. Mà họ không những là ca sĩ mà họ còn là những nhạc sĩ, họ tự sáng tác ca khúc cho họ để mà họ hát. Anh Ivan nói cái này hay đó, cái này mình có thể mình thử làm xem. Và càng viết thì mình càng cảm thấy đó là cái cách để mà mình giải bày những cái chất chứa trong lòng của mình. Và cái đó nó là một cái sự cứu rỗi rất lớn về mặt tinh thần. Nhân vật nào trong bốn chàng trai của The Beatles anh thần tượng nhất? Đây là John Lennon. Đây là mọi người thì xem John Lennon là một thủ lĩnh của The Beatles. Đối với anh thì John Lennon là một cái hình tượng mà nó mang lại một cái sự đồng cảm rất là sâu sắc, bởi vì cái tuổi trẻ của John Lennon nó cũng rất là giống anh. Trước khi mà ông tìm đến âm nhạc, ông là một cái anh chàng mà rất là hay bắt nạt người khác. Đến khi mà ông tìm ra được âm nhạc và sáng tác những ca khúc của mình thì ông mới chuyển tải được cái năng lượng từ tiêu cực sang tích cực. Thì anh thấy rõ ràng đây là bản thân của mình. Bản thân của mình tại sao nó giống đến cái từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Thì cái hình mẫu tiếp theo của anh là cũng là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Barry Gibb là thủ lĩnh của nhóm Bee Gees. Anh thấy cái đàn của dạ, anh. Dạ, đúng rồi, có đàn, chữ Bee Gees. Có chữ Bee Gees. Dạ. Cái mà anh học được từ Barry Gibb là ông có thể cân bằng được giữa cái sự nổi tiếng, cái cuộc sống với cuộc sống cá nhân. Bản thân ông là một người rất là hạnh phúc trong gia đình, thì đây là cái hình mẫu mà anh muốn mình và gia đình của mình sẽ là như vậy. Cho dù mình là gì đi nữa thì gia đình vẫn là trên hết. Nếu mà nói thì John Lennon là cái người mà mình có thể đồng cảm, còn Barry Gibb là cái tấm gương để mà mình noi theo. Thì ngoài cái thú vui âm nhạc thì cái thú vui thứ hai cũng là đọc sách. Và khi em đọc, em muốn chia sẻ lại những cái kiến thức đó cho những người khác thì bắt đầu anh viết. Thì cái đầu tiên anh viết là trên một cái diễn đàn, bắt đầu anh viết những cái bài về âm nhạc mà mọi người rất là thích đọc. Và mọi người thậm chí lúc đó là cái thời gian đó anh đang sống bên Mỹ thì cái múi giờ bên đó nó lệch bên này 12 tiếng đồng hồ. Đôi khi thì mình giờ trưa anh viết thì bên này Việt Nam là mình đang tối khuya. Dạ. Mà có nhiều người nhắn tin cho mình nói sao không viết đến nãy giờ, tôi chờ viết để tôi đi ngủ, đọc xong rồi mới ngủ. Mình cảm thấy một cái nguồn động lực rất là lớn. Và anh vừa chia sẻ là anh ở bên Mỹ à? Thì năm 2001 thì anh sang Mỹ đi du học. Thật ra đó là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh. Nhưng mà cái quyết định để khi anh đang sang Mỹ du học, anh nghĩ cái đầu tiên là mình muốn thoát khỏi cái cuộc sống gia đình. Và mẹ anh thì rất là độc tài trong tất cả mọi chuyện, từ chuyện học hành cho đến cái chuyện mà chọn bạn. Thậm chí là lúc đó anh có bạn gái cũng không dám nói với mẹ biết. Đôi khi mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Tại sao mình lúc nào cũng phải mang thành tích về mà không được thua? Tại sao lúc nào mình cũng phải chiến thắng mà đôi khi mình rất là mình mệt mỏi lắm rồi? Cũng bắt nguồn từ cái nỗi sợ. Bây giờ mình đang cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng mà mình vẫn không còn có ai chia sẻ với mình đây. Bây giờ mình sai nữa thì gia đình mình không đón nhận mình. Lúc đó mình sẽ mất hết niềm tin và mình đã bị tuột xuống
cái hố rồi thì rất là khó đi lên trở lại. Thành ra mình cố gắng, mình giữ mình đừng có bị rơi vào cái hố thôi. Như vậy thì Kim có thể thấy là động lực nó cũng bắt đầu từ nỗi sợ hãi hả anh? Chính xác ạ. Như vậy là Kim thấy á, anh Viễn đã chuyển hóa từ cái nỗi sợ hãi thành cái động lực để mình có thể có được những cái nguồn năng lượng tích cực. Và Kim nghĩ là ngày hôm nay quý vị khán giả cũng vậy, cũng có những trường hợp mà chúng ta tìm thấy được đâu đó bóng dáng của mình trong câu chuyện mà anh Viễn chia sẻ, đúng không ạ? Và đó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời để chúng ta có duyên với nhau, chạm ngõ được với nhau. Và chắc là quý vị khán giả cũng giống như Kim, một số những cái gạch đầu dòng đó là anh Viễn tìm thấy được cái nguồn năng lượng tích cực từ âm nhạc, và anh luôn luôn có được cái sự tỉnh táo. Anh phân biệt được đâu là cái việc tiêu cực và đâu là cái việc tích cực làm cho mình cảm thấy là hạnh phúc trong cuộc sống. Và cái thứ ba đó là anh tìm được một hình mẫu và mình noi theo. Đúng rồi em. Tìm đúng được hình mẫu và có được cái sự đồng cảm. Dạ. Đúng rồi. Và Kim nghĩ là các bạn trẻ ngày hôm nay đang xem chương trình, các bạn nào đang cảm thấy cô độc hoặc là các bạn nào đang bị những cái nguồn năng lượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến mình, và có những cái trường hợp tương tự như là câu chuyện mà anh Viễn chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay, thì cũng sẽ có được một cái hướng phù hợp để giải quyết vấn đề của mình, đúng không ạ? Anh Viễn nè, nghe những câu chuyện của anh từ lúc nãy đến giờ thì Kim có một cái cảm nhận, đó là gia đình đối với anh là một thứ rất quan trọng và là một điều anh rất là trân quý trong cuộc sống này, đúng không ạ? Đúng em. Dạ. Và ngay bây giờ thì Kim có một điều bất ngờ nhỏ nhỏ dành cho anh. Hồi xưa lúc mà mới gặp thì mình rất là không có cảm tình, kiểu như hơi ghét ghét nữa. Và mình cũng từng nói với mọi người xung quanh là đàn ông trên đời mà có chết hết thì mình cũng không có lấy anh này. Cái lý do là vì ảnh để tóc dài nhìn nó không có hợp với cái gu của mình, với lại nhìn cũng chảnh chảnh thì ghét. Cái lý do chính mà mình quyết định quen và lấy anh Viễn đó là do mình cảm nhận được cái tình cảm của ảnh rất là chân thật, và cái cuộc đời tuổi thơ của ảnh không có được hạnh phúc. Và chính vì cái điều đó mà mình nghĩ nếu như mình lấy cái người này thì mình sẽ giúp cho cái người này bớt được cái nỗi buồn và cố gắng hơn để thành công hơn và hạnh phúc hơn. Từ lúc mà mình lấy chồng tới giờ thì mọi người đều nói là mình trẻ ra. Với cuộc sống hồi xưa của mình thì đúng là có nhiều cái điểm khác, là anh không cần mình phải làm gì hết á, chỉ cần làm một cái người chân thật với bản thân và sống đúng và sống tốt, cũng như là biết quan tâm với những người xung quanh. Mary, I just want to say that I really love you and I think I made the right choice when I say yes I do. Chồng ơi, em muốn nói là em rất là yêu chồng và cảm thấy tự hào vì có một người chồng như vậy. I love you so much. Tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn em. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thì chắc anh không cần nói thì em cũng đã thấy rồi đó, đúng không? Thật sự thì cái gia đình hiện tại mà em có vợ anh và con anh, nó là anh ấy là quá đủ rồi. Coi như những cái gì mà mình đã trải qua, những cái sóng gió, những cái bất hạnh trong quá khứ, thì bây giờ là một cái phần thưởng và nó cũng là một cái sự đền đáp rất là xứng đáng rồi. Anh nghĩ mình là một người rất hạnh phúc. Và trong đoạn chia sẻ của chị á, thì em thấy rất là dễ thương. Đó là có cái đoạn là anh, chị nói là khi mới gặp anh á, là anh chảnh dữ lắm. Anh làm gì mà lúc đó chị ghét anh dữ vậy ta? Thật ra là nó là như thế này, tại vì lúc đó trước khi mà anh và bà xã anh gặp nhau á, thì
anh đã có một cái mối tình rất là sâu đậm với là một cái người bạn gái từ hồi đại học. Và cái đó là cái người bạn gái mà khi mà đi nước ngoài, anh vẫn giữ liên lạc với cổ và mình hứa chắc chắn là mình sẽ về. Thì khi mà anh về rồi á, thì cô ấy nói là bây giờ cô ấy quen người khác rồi, chia tay. Thì anh bị sốc rất là nặng. Bởi vì một lần nữa giống như là mình tìm được một cái nơi để mà mình bám vào, cái phao để mình bám vào. Thì bây giờ mình lại vụt mất một lần nữa. Thì gần như là sau đó tất cả các mối quan hệ không được trọn vẹn. Thứ nhất, mình sợ rằng mình sẽ không mang được hạnh phúc cho người ta. Thứ hai là mình sợ rằng người ta không thật lòng với mình. Chính vì vậy mà những cái mối quan hệ tiếp theo nó đều không kéo dài. Nhưng mà đối với lại những cái người bên ngoài, họ nhìn vào thì họ thấy đây là cái anh mà lúc thì quen với cô này, lúc thì quen với cô kia. Họ đâu, họ không hiểu bên trong. Và họ nghĩ là anh là người rất là ăn nhăn trong chuyện tình cảm. Thì vợ anh lúc đầu cái ấn tượng là như vậy. Ấn tượng với anh là như vậy. Nhưng mà khi mà đã nói chuyện với nhau, đã hiểu được nhau rồi, thì đến khi mà quen nhau cho tới khi cưới nhau bây giờ, vợ anh chưa bao giờ phải lo sợ rằng chồng mình có một cái mối quan hệ nào bên ngoài. Chưa bao giờ có cảm giác ghen tuông là gì. Và theo anh chia sẻ thì Kim có cảm nhận là những cái trải nghiệm tổn thương của tuổi thơ tưởng chừng như là mình đã quên đi rồi, khép lại rồi, nhưng là thỉnh thoảng đâu đó trong cuộc đời mình vẫn gặp lại nó và nó vẫn dấy lên cho mình một cái nỗi đau nào đó, phải không ạ? Nó luôn luôn là tồn tại. Đó là lý do tại sao anh luôn luôn làm việc. Khi mà mình làm việc, mình tập trung vào công việc, mình sẽ không có thời gian mình nghĩ đến những cái vấn đề tiêu cực. Và một cái điều nữa là khi mà mình có gia đình mình á, mình tập trung hết tất cả cái năng lượng và cái thời gian cho vợ, cho con mình. Mình không có thời gian để mình nghĩ về quá khứ quá nhiều. Tuy nhiên, một số người là hỏi là nếu mình có muốn quên những cái chuyện cũ hay không, thì anh nói là anh không muốn quên. Nó hình thành cái tính cách và cái cuộc sống của anh ngày hôm nay. Và anh muốn giữ những cái đó, những cái ám ảnh đó, để nó cảnh tỉnh mình rằng mình hiện nay mình đang có hạnh phúc và mình sẽ không lặp lại những cái lỗi lầm mà cha mẹ mình đã phạm phải để cho vợ con mình sẽ khổ. Rất là cảm ơn anh, bởi vì anh đã rất dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình. Đối với anh, chị là một người như thế nào? Có rất nhiều thứ mình không thể nào giải thích được. Thì anh với lại bà xã của anh là đồng nghiệp của nhau. Cô đó có một cái gì đó mà mình rất là tôn trọng. Nhưng khi anh tiếp xúc và anh hiểu được con người của chị rồi, thì anh mới yêu chị và mới quyết định là gắn kết cuộc đời của mình với chị, phải không ạ? Thì lúc đấy bà xã anh cũng có trải qua một cái cú sốc về mặt tình cảm. Thì anh chỉ muốn giúp đỡ, bởi vì anh học tâm lý học, thì anh muốn là đồng nghiệp thì mình chia sẻ với nhau thôi. Và từ cái chia sẻ đó, nó dẫn đến cái sự đồng cảm. Và cái sự đồng cảm đó dẫn đến tình yêu. Yeah. Thì trong một lần nói chuyện với nhau, thì bà xã anh hỏi thẳng luôn là nếu mà em trở thành bạn gái của anh thì anh sẽ đối với em như thế nào? Anh hơi bị bất ngờ. Yeah. Bởi vì cái đó là anh nghĩ là chắc là câu đó anh sẽ nói và phải sau đó hơi lâu kìa. Và khi bà xã nói đó, thì anh nói với vợ anh là em yên tâm, khi mà anh đã quen em thì không bao giờ để cho em buồn, không bao giờ để cho em phải ghen, không bao giờ để cho em phải cảm thấy rằng mình quen sai người. Em nghĩ là khi yêu á, ai cũng nói được những điều như thế hết. Nhưng cái quan trọng là anh là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tuổi thơ của mình, cuộc sống của mình, và cũng đã trải qua một mối quan hệ trước đó cũng không được như ý muốn. Vậy thì anh sẽ rất cẩn trọng trong cái mối quan hệ này. Người con gái đó, người phụ nữ đó phải có những cái điều đặc biệt gì, có giá trị trong cuộc sống anh như thế nào thì anh mới quyết định gắn kết cuộc đời mình, phải không ạ? Cái mà anh thấy ở bà xã anh mang lại được cho anh đó là cái sức mạnh bên trong. Chưa bao giờ anh với bà xã anh gặp một cái vấn đề dù có khó khăn cách mấy vẫn có thể ngồi nói chuyện được với nhau, chứ chưa bao giờ phải lớn tiếng với nhau cả.
đó là một cái điều anh rất là quý ở một cái người phụ nữ. Thì anh cảm thấy là tất cả mọi vấn đề, cho dù nó khó khăn cách mấy, anh đều có thể nói được. Anh là một người rất là sợ khi mà mình bị thất bại. Bởi vì như anh đã chia sẻ với em rồi đó, khi mình thất bại ra mình chỉ bị phạt, mình chỉ bị chính mẹ mình, chính những người thân của mình tạo áp lực thêm cho mình thôi, chứ không ai thông cảm mình, không ai chia sẻ mình. Nhưng mà đối với bà xã anh thì anh là lần đầu tiên anh có thể nói hôm nay anh làm cái điều này không có tốt lắm. Anh cảm thấy anh chưa vừa lòng lắm. Coi như đây là thiên sứ có thể mở cửa trái tim được. Chính xác của anh. Em. Dạ. Thì anh chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Dạ. Anh chỉ cần một người mà anh có thể sống thật với lại cái cảm xúc của mình. Khi mà mình buồn, mình có thể nói cho người ta biết là mình buồn. Dạ. Chứ không phải là mình khi mình buồn, mình tìm cách mình nuốt cái nỗi buồn đó vào trong, mình đeo một cái mặt nạ. Qua những chia sẻ của anh thì Kim có một cái cảm nhận là chị nhà là một người rất quan trọng trong cuộc đời của anh. Và chị đã như là một thiên sứ tình yêu, chị dùng tình yêu của mình và xóa nhòa mọi cái tổn thương về cái tuổi thơ không êm đềm trong anh, đúng không ạ? Nếu mà nói gọi là một cái gì đó nó ghê gớm lắm thì anh không nghĩ ghê gớm đâu. Mà nó là một cái điều hết sức là tự nhiên và rất là bình thường. Khi mà hai người cái tâm hồn nó đồng điệu với nhau, nó hiểu nhau thì chẳng cần làm gì hết, chỉ ngồi nhìn nhau cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Đó là cái mà anh cảm nhận được. Đôi khi mình công việc của mình có gặp những cái trắc trở, cuộc sống bên ngoài của mình không phải lúc nào nó cũng như ý của mình hết. Nhưng mà khi về nhà, gặp vợ mình một cái, mình thấy một cái nụ cười trên cái gương mặt, tự nhiên những cái lo âu, những cái nỗi buồn nó tan biến đi mất. Thấy con mình nó chơi rất là vô tư, rất là hồn nhiên. Tự nhiên mình thấy mình không muốn tổn thương nó bằng những cái nỗi buồn của mình. Và mình, anh với vợ anh nhất quyết đã thống nhất với nhau từ đầu là nếu mà không có con thì thôi, nhưng mà nếu đã có con rồi thì phải sống như thế nào đó để cho con không phải chịu những cái khổ sở về mặt tinh thần. Anh có nghĩ rằng mình sẽ cũng dùng tình yêu và mình cũng sẽ dùng tình yêu đó và xóa nhòa cái khoảng cách giữa mình và bố mẹ của mình. Anh có nghĩ về chuyện đó không? Anh nghĩ cái đó nó phải từ hai phía thì cũng sẽ rất là khó. Thành ra đến bây giờ anh vẫn chưa dám gọi là thử lại một lần nữa. Nhưng mà trong lòng anh thì anh có vẫn một... muốn. Anh vẫn muốn. Và anh đã có tha thứ một chút nào chưa ạ? Nói chữ tha thứ thì nó hơi gọi là quá. Anh chỉ muốn là mối quan hệ mọi người nhận ra được mình đang đúng hoặc là sai ở chỗ nào, có thể ngồi nói chuyện với nhau. Thì cái lựa chọn của anh nếu mà có thể là có thể ngồi nói chuyện với lại ba mẹ anh, giải bày hết tất cả. Giống như là hôm nay anh đang nói chuyện với lại mọi người ở trên đài, nói chuyện với em trong chương trình ngày hôm nay, đúng không? Nếu mà anh có một cái cơ hội đó để mà có thể nói ra được những cái gì ở trong lòng chất chứa bao nhiêu năm nay thì anh nghĩ đó là một điều rất tuyệt vời. Và đã nói ra được rồi thì anh nghĩ là sẽ không còn vấn đề nữa. Kim thực sự cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình. Và với những chia sẻ của anh, trong quá khứ anh đã có thể biến những nguồn năng lượng tiêu cực thành tích cực. Và anh đã chuyển hóa nó thật là tốt để có được một hướng đi thật là đúng đắn để chúng ta có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Và Kim tin rằng việc lựa chọn có mặt trong chương trình Tôi Chọn Hạnh Phúc thì anh cũng đã mong muốn thông qua câu chuyện của mình để truyền tải một cái sự lựa chọn của bản thân, và có thể qua đó các bạn khán giả có thể tìm được một cái sự đồng cảm nào đó. Và vì vậy mà Kim tin là anh sẽ có một sự lựa chọn tích cực nữa trong mối quan hệ giữa anh và ba mẹ của mình, để mình một lần nữa và có thêm một cơ hội nữa được lựa chọn hạnh phúc trong cuộc sống anh nha. Dạ. Cảm ơn. Chương trình có một bó hoa thay cho lời cảm ơn sự hiện diện của anh ngày hôm nay và những câu chuyện của mình. Dạ, cảm ơn em. Dạ.
xin gửi đến Nam ạ. Dạ, anh cảm ơn. Dạ. Thực sự là trước khi nhận lời chương trình này thì anh cũng rất là băn khoăn là mình có nên tham gia hay không, bởi vì khi mà ngồi trước máy quay và nói về những cái trải nghiệm mà nó tiêu cực mình đã phải trải qua, đó là một cái sự thử thách rất là lớn. Nhưng mà anh quyết định là sẽ quay chương trình này bởi vì đó là một cách để mà mình vượt qua được những cái nỗi sợ của mình. Và thứ hai nữa là mình cũng muốn nhắn với lại những người đang có hạnh phúc. Mình phải biết trân trọng những hạnh phúc mình đang có. Các bậc cha mẹ phải hiểu con cái, phải biết. Mình nói là mình thương con cái thì mình phải hiểu, chứ không phải là mình áp đặt con cái và mình không quan tâm đến cảm xúc của nó. Rất cảm ơn chương trình Tôi Chọn Hạnh Phúc hôm nay đã cho một cái cơ hội để có thể truyền tải một cái thông điệp tích cực đến với mọi người, và hy vọng rằng mọi người sẽ chọn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta ai cũng có 24 giờ trong một ngày và ai cũng có một cuộc đời để sống, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn những nhẹ nhàng, những ngọt ngào và yêu thương dành cho nhau? Và một lần nữa, em xin được đại diện cho chương trình Tôi Chọn Hạnh Phúc cảm ơn những câu chuyện của anh. Cảm ơn em. Dạ. Đến đây thì chúng tôi sẽ được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 23 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vision Communication thực hiện. Và quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình trên Facebook Tôi Chọn Hạnh Phúc. Còn bây giờ thì xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào thứ bảy tuần sau. Chúc quý vị ngủ ngon.